lô gạo xuất khẩu đầu năm 2021 đạt giá cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định nguồn cung thực phẩm cho Tết rất dồi dào và sẽ không xảy ra tăng giá. Tổng thống đắc cử Mỹ cam kết gói hỗ trợ kinh tế lớn. Kính chào quý vị. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố xuất khẩu lô gạo 1.600 tấn đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đi Singapore và Malaysia với mức giá rất cao. Đây được xem là tín hiệu vui cho ngành gạo Việt Nam ngay những ngày đầu năm mới. Hai loại gạo trong lô hàng xuất khẩu đầu năm này là gạo thơm Jasmine 85 và gạo thơm Hương Lài. Trong đó, 450 tấn gạo Jasmine 85 sẽ đi thị trường Singapore với giá 680 đô la Mỹ một tấn và 1.150 tấn gạo thơm Hương Lài sẽ được Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An giao cho khách hàng ở Malaysia với giá 750 đô la Mỹ một tấn. Sự cố gắng phấn đấu của các doanh nghiệp Việt Nam và nông dân Việt Nam đã thay đổi được cái quy trình canh tác sản xuất, nâng cao cái chất lượng lên mà có những cái lô hàng xuất khẩu ngay đầu năm 2021. Năm 2020, cái sự tăng tốc của ngành gạo đã tốt rồi, nhưng mà riêng năm 2021 với cái tín hiệu như thế này thì tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu rất mừng của cái xuất khẩu gạo của năm 2021. Tôi nghĩ là nó sẽ phát triển hơn năm 2020. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020 dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngành gạo Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là về giá trị. Việt Nam đã xuất khẩu được 6,15 triệu tấn gạo với giá ước đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% về giá trị, mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Để cho chúng ta thúc đẩy xuất khẩu và có một cái giá trị cao, thì chúng tôi đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh chủ động liên kết chặt chẽ toàn diện với các địa phương, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và bà con nông dân để chúng ta nâng cao năng suất và chất lượng để đáp ứng được tất cả các yêu cầu của thị trường các nước nhập khẩu. Đồng thời chúng ta sẽ nâng cao được cái thương hiệu cũng như là cái giá trị của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Để đảm bảo kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2021 tiếp tục duy trì ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2020 với sản lượng tương đương, lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết sẽ đề ra một số giải pháp để phát triển thị trường như xây dựng các kênh chào hàng trực tuyến cũng như tham gia các hội thảo về thương mại theo hình thức trực tuyến để phát triển ngành hàng gạo Việt Nam. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP đem lại cơ hội rất lớn cho nông sản Việt nhưng cũng không ít khó khăn. Nội dung này được đưa ra tại hội nghị RCEP UK-FTA, cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản Việt diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường RCEP với khoảng 2,2 tỷ người chiếm 30% quy mô GDP toàn cầu là khối thương mại có quy mô lớn nhất thế giới. Đây cũng được xem là thị trường dễ thở hơn một số nơi khác, nhưng cũng đòi hỏi về xuất xứ tiêu chuẩn hàng hóa. Chưa kể sự cạnh tranh ở đây rất gay gắt. Sức mà cạnh tranh của mình thì lại không bằng các nước đấy. Vì vậy là nó đòi hỏi các cái doanh nghiệp phải thay đổi sản xuất cái quy mô lớn thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí. Ví dụ đưa vào cái cơ giới hóa trong cái sản xuất, chúng ta liên kết được cái chuỗi giá trị sản phẩm. Đấy, chúng ta phải liên kết được cái vùng nguyên liệu lớn. Nếu mà chúng ta sử dụng các cái giải pháp bảo quản mà thân thiện với môi trường như vậy á, thì ngoài cái việc giảm giá thành, chúng ta có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật, có thể tự tin, có thể cạnh tranh được với nông sản của các nước quốc gia nông sản mạnh, ví dụ như trong khu vực như là Philippines hoặc là Thái Lan hoặc Trung Quốc. Với RCEP, sự cạnh tranh không chỉ đến từ khu vực xuất khẩu mà còn ngay tại thị trường nội địa, khi hàng hóa nước ngoài giá rẻ, chất lượng ồ ạt tràn vào, buộc các doanh nghiệp nông sản càng phải nỗ lực để tăng trưởng xuất khẩu mà không bị thua ngay trên sân nhà. Thưa quý vị, trong tình hình xuất khẩu cà phê bị khó khăn bởi dịch bệnh, thì thị trường nội địa tiềm năng chính là trụ đỡ để ngành cà phê phát triển ổn định. Ngày hội cà phê Việt Nam lần thứ tư diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 chính là dịp để doanh nghiệp cà phê tiến gần hơn tới người tiêu dùng trong nước. Vài năm trở lại đây, tiêu thụ cà phê trong nước đã tăng từ 6% lên 10%. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường. Trong tương lai, ngành cà phê nỗ lực tăng tỷ lệ này lên 25%.
Ngày hội cà phê Việt Nam là dịp để đưa hương vị cà phê Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước khẳng định vị thế cho hạt cà phê Việt trên chính quê hương mình. Trong cái điều kiện xuất khẩu hiện nay gặp khó khăn do Covid thì phải tạo điều kiện để mà phát triển cà phê nội địa, kích cầu để tăng cái tiêu thụ cà phê nội địa trong thời gian tới, thì góp phần nâng cao được doanh số cũng như là đời sống của bà con nông dân. Uống rất là nhiều loại cà phê rồi, thì cảm thấy là cà phê Việt Nam của mình nó rất là tinh túy. Mong muốn sau này thì cà phê Việt Nam của mình sẽ phát triển hơn. Trước đây, do quá chú trọng xuất khẩu mà ngành cà phê Việt đánh mất mảng nội địa cho các tập đoàn nước ngoài. Chưa kể thị trường cà phê hiện khá bát nháo, làm mất lòng tin của người tiêu dùng. Để quay lại chinh phục người tiêu dùng trong nước, khẳng định chất lượng, giá trị của mình, các thương hiệu cà phê lớn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đối với thị trường nội địa thì chúng ta phải cần minh bạch và rõ ra, minh bạch trong tất cả các khâu sản xuất và tiêu xuất và các cái sản phẩm chất lượng. Nhưng ngược lại phải cần các cái bộ ngành, các cái cơ quan của chính phủ phải tham gia vào, phải đưa ra những cái cà phê chất lượng cao, có nguồn gốc. Hiện cà phê Việt Nam đang chiếm khoảng 20% tổng lượng cà phê toàn cầu. Năm 2020, xuất khẩu đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,2% giá trị so với cùng kỳ. Năm 2021 dự kiến tiếp tục là năm khó khăn, đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn ngành để đảm bảo đời sống cho người trồng cà phê Việt. Những ngày gần đây, giá heo hơi tại một số địa phương có xu hướng tăng lên, nhiều người lo ngại nguy cơ sốt giá thực phẩm dịp Tết. Tuy nhiên, kiểm tra tại các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định nguồn cung thực phẩm cho Tết rất dồi dào và sẽ không xảy ra tăng giá do khan hiếm hàng quá. Cơ sở này mỗi tháng cung ứng ra thị trường khoảng hơn 500 tấn thịt và hàng chục triệu quả trứng. Doanh nghiệp nhận định những ngày gần Tết này có hiện tượng tăng giá, nguyên nhân là do giá các loại nông sản dùng làm thức ăn chăn nuôi đang tăng cao. Hiện nay do cái chăn nuôi, do cái chi phí phòng dịch này, thế rồi chi phí kiểm soát dịch này, thì cái chăn nuôi cái an toàn sinh học ấy, thì cũng do cái giá, mặt khác là do cái giá nông sản thế giới quá cao, dẫn đến cái thức ăn chăn nuôi hiện nay cũng đã được điều chỉnh lên rất là cao rồi. Kiểm tra tại nhiều cơ sở sản xuất, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định thực phẩm cho Tết rất dồi dào, sẽ không xảy ra sốt giá do khan hiếm nguồn cung. Cụ thể, cả nước có hơn 3,4 triệu tấn thịt heo, 1,45 triệu tấn thịt gia cầm, gần 15 tỷ quả trứng, 1,1 triệu tấn sữa, 8,4 triệu tấn thủy sản và hơn 18 triệu tấn rau quả các loại. Phải nói là cái nguồn cung cấp cho cả năm cũng như chuẩn bị cho Tết là tương đối chu đáo và cơ bản là đáp ứng đủ cái nhu cầu trong dịp Tết nếu tăng từ 5 đến 15%. Và nhiều tỉnh thành, đặc biệt như Hà Nội, đều khẳng định là có thể đủ năng lực để đảm bảo ổn định cái nguồn cung và cái giá ở trên thị trường. Cũng theo ông Phùng Đức Tiến, hiện giá heo tại các nước xung quanh đang ở mức cao, cao gấp 1,5 đến 1,7 lần giá heo Việt Nam. Do vậy, một trong những giải pháp kiểm soát bình ổn giá dịp Tết là các cơ quan chức năng cần vào cuộc ngăn chặn thẩm lậu heo qua biên giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã công bố đề xuất gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong nước ứng phó đại dịch COVID-19. Đây là kế hoạch kích thích kinh tế đầu tiên và cũng là bước hiện thực hóa cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Đề xuất của Tổng thống đắc cử Biden mang tên kế hoạch giải cứu nước Mỹ, gồm nhiều biện pháp nhằm khôi phục nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo đó, trợ cấp cho mỗi người dân Mỹ sẽ được nâng lên từ 600 lên 2.000 đô la Mỹ. Một nội dung đề xuất đáng chú ý khác là tăng gấp đôi mức lương tối thiểu liên bang lên 15 đô la Mỹ một giờ. Bên cạnh đó, kế hoạch của ông Biden dự kiến chi 415 tỷ đô la Mỹ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm nữa vì cuộc khủng hoảng ngày càng hiện hữu. Chúng ta cần hành động ngay, đầu tư cho việc làm và bình đẳng sắc tộc sẽ ngăn chặn thiệt hại kinh tế về dài hạn do đại dịch COVID-19. Kế hoạch của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được giới lãnh đạo đảng Dân Chủ ủng hộ và cam kết nhanh chóng thúc đẩy tại Quốc hội lưỡng viện. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Quốc hội có thể sẽ thu hẹp quy mô gói hỗ trợ của ông Biden ở mức 900 tỷ đô la Mỹ, tương đương gói kích thích kinh tế được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái. Và sau nhiều năm được cất gọn trong ngăn kéo, một bức tranh trong bộ truyện nổi tiếng về chàng thám tử Tintin đã được bán đấu giá với mức kỷ lục là 3,2 triệu euro. Bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ minh họa truyện tranh người Bỉ George Remy, được biết đến với nghệ danh Hearst.
đồng thời là tác giả của truyện tranh Tintin đã nổi tiếng trên toàn thế giới từ nhiều thập kỷ qua. Ông đã qua đời vào năm 1983. Nó được vẽ bằng màu nước bột màu và vẫn mang nếp gấp từ ngăn kéo. Tôi tuyên bố bức tranh Tintin này đã đạt kỷ lục mới về giá tranh minh họa cho mọi thể loại truyện tranh. Bức tranh này đã được họa sĩ Hurst gửi cho ban biên tập để làm bìa cho cuốn truyện Tintin The Blue Lotus trước chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng sau đó đã được thay thế bằng một sự lựa chọn khác. Từ đó đến nay, bức tranh được xếp gọn trong ngăn kéo và được họa sĩ Hurst tặng cho Jean-Louis Casterman, người thừa kế nhà xuất bản truyện Tintin. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.